Austin Ngô, năm nay 28 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh du thuyền. Huy Diệu, 22 tuổi, tổ chức sự kiện. Lily, 21 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên. Tường Vi, 20 tuổi, hiện đang làm diễn viên tự do. Hoàng Minh, 25 tuổi, hiện đang kinh doanh mô tô. Như Ý, năm nay 19 tuổi, hiện tại đang là sinh viên. Trần Trung Thành, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng và giáo viên. Trí Nhân, 23 tuổi, hiện là một người mẫu ảnh. Dù đã kết thúc thử thách tại Vườn Hoa Hồng, trong khi các cặp đôi đã tách rời nhau, thì Nhân vẫn rất chăm sóc và quan tâm Ý. Có lẽ nào anh chàng đã tìm được người hợp nhãn với mình. Còn Thành vẫn lặng lẽ chăm sóc Ý, nhưng Ý đã bắt đầu hướng tình cảm của mình tới Nhân. Austin vẫn ấn tượng với Vi và Lily. Mình cũng đang dành sự quan tâm tới Diệu và Lily. Liệu tình cảm của các bạn sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng đón xem tập tiếp theo. Tập 6. Bảo vệ em là bản năng của anh. Sau trải nghiệm tại Vườn Hoa Hồng, các bạn ngồi lại để phân công nhau đi chợ mua đồ, chuẩn bị cho buổi cắm trại săn mây chiều nay. Chúc mọi người vui. Còn một nhóm sẽ ở nhà giúp anh Bảo, chủ homestay Đà Lạt Vintage 1991, dọn dẹp sân vườn và trồng cây tại đây. Con gái mà, con gái phải điệu chứ. Rồi, mình phụ người nữ, chứ làm chung cho vui chứ làm hai nam hai nữ. Đi cắt. Anh rất là thích những thứ ngọt ngào. Dâu cũng vậy. Dâu ngọt. À, dâu ngọt. Nhưng mà anh nghĩ đi cùng tụi em thì anh không cần phải mua nữa. Anh nghĩ đi cùng tụi em thì anh không cần phải mua nữa. Thính. Nhóm ở nhà tranh thủ tìm hiểu về các loại sen đá. Đẹp quá. Ôi. 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 Thích mấy cái nè. Đẹp ghê luôn á. Chị thích cái ly, em nói cái ly ông địa. Cái ly ông địa nè. Đi thôi, lên xe. Xong rồi. Mình còn dư 6 phút á. Nếu về nhà thì có 2 phút. Để em mọi người ơi. Mất công anh Thành chửi nữa. Thì mình thấy Nhân cũng rất là năng nổ trong công việc và cũng rất là ga lăng với các bạn nữ, biết cách chăm sóc các bạn nữ. Kiểu như mấy lúc mà mình hay kiểu làm việc mà xách đồ thì Nhân cũng lại nói là để Nhân xách giùm hoặc là Nhân dành cái phần đó Nhân làm chứ không có để mình làm. Không có phải là lạnh lùng nhưng mà mình thấy như cái thời lúc đầu. Có áo của em để nhà rồi. Nhà là ở nhà Sài Gòn hả? Ở nhà Sài Gòn đó. Để tôi lấy cái áo khoác của anh chùm vô. Nếu như lạnh em sẽ mượn. Chắc chắn rồi. Sau đêm nói chuyện với Lily, hôm nay lại có dịp đi chung nên Thành bắt đầu quan tâm cô nàng nhiều hơn. Thành thể hiện là một chàng trai rất ga lăng với Lily. Có khi niềm vui là lần đầu tiên mình dám gọi là theo bảo vệ Lily, mình dám lấy đủ can đảm ra để mà làm những đó. Tại thực sự mình rất là sợ, mình rất là nhát. Thứ nhất là khi bên cạnh Lily, mình là một người đàn ông tin vào trái tim. Và khi đi bên cạnh Lily thì mình thấy rõ tim mình đập nhanh và mạnh. Nên là mình quyết định làm điều đó. Như bản năng của một người đàn ông thôi. Trong lúc này, các bạn ở nhà đang chăm chỉ cuốc đất làm vườn. Đâu, cầm vậy sai rồi. Tay cầm vậy nào. Cầm xích xuống dưới nha. Xích nữa. Rồi đẩy mạnh lên. Đứng cầm cao quá. Có nghĩa là mục đích của cái này là mình trộn cho nó đều. Mấy cái hỗn hợp này nó đều lại với nhau. Lúc này anh Dustin là vậy nè. Anh múc giống như là anh múc cơm, múc súp vậy đó. Đó. Công việc này cũng Austin chưa bao giờ làm thì cũng một thứ Austin cũng muốn trải nghiệm. Thì Austin thấy cũng hay. Lúc làm việc với Ý và Diệu, Austin thấy hai người cũng tập trung vô làm. Cái đó của Austin thấy cũng là mình cũng hợp về cái vụ làm việc thôi. Cho coi này nè. Hả? Đẹp lắm. Tới đây. Con em chẳng khóc. Sốt. Nhiều. Cây em. Gì vậy? Quá. Hàng chế độ sắp tốt. Tự nhiên đưa cái cây cho mình.
À, em lấy con này em nhét lại Diệu nè. Khi cắm trại săn mây, các bạn đã được anh Hồ Quốc, là một nhiếp ảnh gia và là một người chuyên tổ chức các tour săn mây tại Đà Lạt, chia sẻ một số quy định và hướng dẫn các bạn cách dựng lều cũng như kỹ năng sinh tồn khi đi cắm trại trong rừng. Rất là nhanh. Người ngờ, mở kêu kia rất là lâu, thấy không? Bạn kia nãy giờ mà chưa xong rồi. Và trong khi anh bở xong mấy cây rồi. Đó. Các bạn nam nhiệt tình dựng lều, còn các bạn nữ cũng tranh thủ chuẩn bị thức ăn để làm bữa tiệc nướng dã ngoại. Austin cũng bất ngờ Việt Nam có mấy cái cảnh đẹp như thế. Và nó hay là một cái là giống như là lúc mình đang tắm lều với em làm mấy cái việc này nó hơi cực, mà mình cảm thấy maybe là lúc mình xong nó kiểu xứng đáng á. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, các bạn chia nhau đi lấy củi và nhóm bếp. Đồ mà để mình đi á, thì trong ba lô của mình luôn luôn là phải có dao, có bao tay, có đèn pin. Dạ. Để mình chặt củi hay là khi mình làm đồ ăn hay này kia. Dạ. Đó. Thì lúc đó mình đi mình sẽ ấy, còn không bình thường thì các bạn sử dụng điện thoại, mở đèn flash lên. Dạ. Rồi, để mà đi tìm. Nhưng không bao giờ được đi một mình. Dạ. Tại vì mình đi đến chỗ lạ không bao giờ được đi một mình, mà mình phải đi hai người một nhóm. Dạ. Chia làm hai người một nhóm, hai người một nhóm. Nắm tay nhau đi, anh em mình nắm tay nhau đi. Và nguyên tắc nếu lạc này thì phải làm sao? Lạc thì phải ở im tại chỗ đó. Dạ. Không được di chuyển đi đâu hết, đừng có hoang mang sợ hãi, không được di chuyển đi đâu hết. Và các bạn có thể có dụng cụ mà để các bạn nhóm lửa, các bạn tạo cái gì ra để cho nó có ánh sáng nếu buổi tối, hoặc là các bạn có thể tạo ra âm thanh gì đó. Nhớ là tạo ra âm thanh, ví dụ như mình sẽ lấy kiếm khúc cây, mình gõ vào cái cây cho nó kêu. Dạ. Chứ không phải là tại sao mình không la lên. Ví dụ như mình la một ngày sau người ta mới đi tìm mình thì mình la đến lúc nào là đứt hơi chết. Dạ. Không, cho nên là không có la, cứ bình tĩnh, cứ giữ như vậy và kiếm dụng cụ đốt lửa, hoặc là kiếm chỗ nào đó, mình kiếm bụi cây nào đó. Làm gì? Bẻ cây, những cái nhành lá cây xuống. Dạ. À, để làm gì? Để mình ủ ấm cho cơ thể ra. Dạ. Giữ ấm ra. Đó, để đợi đến sáng bình tĩnh, mình định hướng lại. Hoặc mình cứ ở vị trí đến sáng mọi người không thấy mình về thì họ sẽ đi tìm. Dạ. Chứ mình càng hoảng, mình càng đi càng xa thì họ phạm vi tìm kiếm sẽ cái tìm thấy mình sẽ khó. Dạ. Đó. Thôi, tao thua rồi. Đó. Sao rồi? Sợ sợ bên kia nó hết lửa củi, mấy ông kia đem về lâu quá. À, đây là những cành khô này, thấy không? Này, lấy, coi cành nào khô thì bẻ lấy, còn cành nào tươi thì thôi, coi để coi dừng bẻ chúng cành tươi. À, tại vì bây giờ mình đi là mình nhớ đường, cho nên bây giờ bỏ cứ gom ở đây. Xong lát nữa trên đường mình quay về, mình sẽ gom dần để sáng về. Về, ha. Chút nữa trên đường về mình sẽ tạt vô gốc cây này mình gom về rồi. Bây giờ một bạn tự thử đến nhấc một đầu lên xem được không đó. Thử cho anh. Không, hai hai người phụ lên cho anh thử. Thử lên, lên cho anh thử. Anh không có em phải cúi xuống, đúng rồi, rồi. Ổn không? Được anh. Rồi hai bạn tự lên cái kia. Đi nè. Nè 1 2 3. Rồi đây nè. Mẹ không phải qua tiêu nữa nha. Ôi ơi, từ từ. Chúng ta mà. Rồi tới. Mình có nên bẻ khúc này làm ngay tại hố nha, người thêm nữa không anh tên? Cứ xem cái nữa lại chia nữa hả? Là cho em đúng bằng sao á. Nướng gà trước tại gà nó không chín á. Nhân tỏ ra xông xáo nhất trong việc nướng đồ ăn cho mọi người. Đồ đi. Rồi mời mọi người. Coi giờ đúng không? Trăm phần trăm nha. Rồi. Gì vậy anh? Trời ơi sao cứ đắp trăm trăm. Nhân gắp cho ý ăn kìa. Ý ăn không ý? Để Nhân gắp cho. Giả khùng nữa. Mới ăn gà Nhân ơi, mới ăn gà. Gà.
Xé gà cho bạn nha, em xé nhỏ nha. Gắp để ý ăn ư? Bữa giờ anh thấy em chưa gấp á. Nhai xong mớm cho bạn nha. Ghê quá hả? Nè mọi người. Slow đoạn này nha. Slow đoạn này. Đúng là cặp đôi bí mật. Austin thì nghi ngờ là Nhân với Ý cặp đôi bí ẩn. Lúc Austin đang cắt cái khoa đó, thì Austin mới để ý là Ý có cái hoạt động hơi lạ. Tại vì tự nhiên Ý giống như là chỉnh tóc cho Nhân. Mà cái đó là một cái hoạt động rất là lạ cho một người mà mới quen nhau. Thì Austin, cái đó làm cho Austin nghi ngờ một chút. Trong bữa ăn, có hai cặp đôi rất chăm sóc nhau là Ý và Austin, Minh với Vi. Bây giờ ta đúc nhau tình cảm quá, anh em mình làm cái đi. Trời mới rồi luôn, trời ơi. Tình anh em mình có bền lắm. Đi xong chương trình này về là mất cái nách luôn á, ăn món nào món ấy là nhức nách, ngày nào cũng nhức nách. Mỗi đứa trời. Đối với mình thì anh Minh thì mình thấy anh Minh rất là vui vẻ, rất là hài hước, cũng chịu khó quăng miếng được với mình, giỡn hết rồi mọi người. Em thấy tụi mình mất dạy ngay luôn á. Thầy dạy mình đúc liều nãy giờ mình không kêu thầy vô ăn. Thấy nó hết luôn, giờ mới nhớ. Để thầy lấy xe thầy đi, không thấy thầy quên mời mấy bạn rủ vô quá anh vô rồi anh quên luôn. Công nhận em cũng hay luôn, em ăn xong em mới nhớ. Anh nhớ là hay rồi. Nãy giờ thầy nói tiếng lòng nãy giờ. Sau khi ăn uống xong, các bạn bày trò chơi nối chữ. Cô đây, cô đây, cô đây. Thôi giờ nghiêm túc nè. Tới em đúng không? Xì lõn. Cái gì vậy anh ơi? Rõ toàn. Anh hiểu không? Gì vậy trời? Không có từ gì không? Tạo cái gì không có nghĩa? Không, không có những từ đâu có nghĩa. Rồi xuống rồi. Nói là chưa nói lại. Ta gài để thua chứ nói là có nghĩa để nói sao đúng rồi. Gài cho thua chứ mà để cho nó đi dài. Tại vì em nói được nào. Thôi dài dài chọn đi. Nói thật. Hỏi có thích Nhân không? Hỏi có thích Nhân không? Hợp lý á. Tại em đang cần họ. Em thích đầu tiên không? Có. Chết rồi. Chơi nhẹ, bắt đầu rồi đi ơi. Cái đó. Ủa cái gì vậy trời? Đúng rồi. Tiếp. Đó không rồi. Phải cái đó không? Em chọn cái gì? Nói thật đi. Ờ thật đi. Ok, nói thật đi, em hỏi đi. Em hỏi lại, ở tên có thích em không? Mà thử coi. Ờ, anh có thích em không? Chưa biết. Trả lời nhanh không suy nghĩ luôn. Anh chuẩn bị rồi. Không suy nghĩ luôn. Đúng là em là của anh. Cho anh quên từ. Phật Sơn. Phật Sơn. Phật Sơn là cái gì? Phật Sơn á, ở Phật Sơn. Phật Sơn. À, Phật Sơn là gì anh? Phật Sơn là một cái tên, một cái địa danh. Rồi Phật Sơn. Sơn Tinh. Ba đi em. Nói thật đi. Anh có thích chị Ly không? Không. Nhìn mặt. Tự nhiên nhìn tôi. Bắt cái bà bãi, em bảo như nè, đây nè. Em hỏi lại rồi đây. Anh có thích chị Ly không? Không. Bắt cho cái mặt trùng xuống. Kiểu như dối lòng. Đây là sự thật nha. Sự thật mà. Mình nói thật nha. Sao ý? Biết chứ. Chúng ta sẽ tạm tin tưởng cậu. Chị em. Chúng tôi sẽ tin tưởng cậu thử một lần nha. Rồi. Chị nè. Nè ha. Gồng lại chữ mén lên nè. Hết thời gian, hết thời gian. Rồi em bệnh rồi đó, em bị lộn, em bị rồi đó. Rồi, em bệnh rồi đó. Nhân cho nói thật. Nói thật hả? Anh thích ai trong nhà chung? Đâu được. Trái giống nha. Được mà. Được. Trái giống. Mày nói sai là bạn gái mày giúp mà chết. Đúng. Tiếng. À, ví dụ bây giờ không muốn ví dụ gì hết à, không đó, đó. Vậy nhưng mà cái này không có thể trả lời được, không phải là ủa không biết trả lời không biết đúng là không biết không biết đúng không biết, không biết thì nó không biết nhưng mà cuối chương trình mà nói thích là chết nha. Thì cuối chương trình là trải qua nhiều ngày nữa nhưng mà em mới không biết là bây giờ đó là có điều nó sẵn rồi ai trong các bạn nữa chứ đâu phải gì đâu mà ngại có gì đâu mà ngại ấn tượng nhất hả ấn tượng nhất đi bạn ý à.
Mấy ngày đầu mình chưa tiếp xúc với anh Nhân thì mình hơi ngại tiếp xúc với anh Nhân, nhưng mà sau 2 ngày thì mình bắt đầu nói chuyện với anh Nhân thì mình cảm thấy anh Nhân dù đôi lúc là ảnh rất là trẻ con nhưng mà rất là biết ga lăng với mọi người. Khi mà thấy anh Nhân nấu ăn á, mình kiểu thấy anh giỏi nên là bây giờ đang rất là có cảm tình với anh Nhân. Austin thì nghi ngờ là Nhân với ý bí ẩn, là hai cặp đôi bí ẩn. Kết thúc trò chơi nối chữ, các cặp đôi hẹn hò tâm sự riêng với nhau. Em biết là kiểu như mọi người vô đây thì mọi người không có đặt nặng chuyện là mình phải tìm được một nửa cho mình. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì mình cởi mở với nhau một chút xíu để mà ai biết được thì mình phải cởi mở với nhau mới biết coi là có thể tìm được một nửa cho mình trong chương trình hay không. Đúng rồi. Hồi sáng anh Minh cũng nói với em mà, anh Minh nói là bớt giỡn lại, tại vì trong mọi người thấy em với anh Minh hay giỡn ấy. Anh Minh cũng nói tụi em là thôi tụi mình bớt giỡn lại để cho mọi người tìm hiểu nhau. Đúng rồi. Chứ không thôi thì nó sẽ giống như một đám bạn đi chơi chứ không có giống như tham gia chương trình nữa. Đúng rồi. Cái đó là cái mà anh để ý về em á. Cái anh tôn trọng với nó lắm. Dạ. Em qua Sài Gòn chắc 2 năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em tới Vũng 2 năm rồi ấy. Lấy sao? Em thấy vui mà. Em lên Sài Gòn em kiểu như là em có cơ hội được làm việc nhiều, gặp bạn bè nhiều. Công việc của em thì nó ổn hơn khi ở Sài Gòn, nó có nhiều cơ hội hơn là ở Vũng Tàu. Vì trong nghề diễn viên hả? Dạ đúng rồi, em kiểu làm tự do, làm văn nghệ thuật, em muốn đi làm nghệ thuật ấy. Thì ở trên Sài Gòn thì vẫn dễ làm hơn. Em thấy cực không? Cực, đối với em kiểu như là mình đi làm thì phải cực mới gọi là làm việc, mình làm việc thì phải cực, làm gì cũng vậy hết. Phải cực thì mới đúng là làm, còn nếu mà mình làm việc mà mình thấy là mình khỏe quá thì tức là sẽ có một cái người nào khác đang gánh cái phần nặng nhọc của mình á. Thì đi làm mình phải hết sức thì mình phải hết cực thôi. 20 mà suy nghĩ vậy tốt. 20 anh còn cái mày ham chơi lắm. Ham chơi hả? Ham chơi. Anh cũng có làm việc mà kiểu chưa nghĩ nhiều cho tương lai đúng không? Chưa nghĩ tương lai. Ngày đầu tiên là anh Nhân nè, sau là Austin nè, sau đó là anh Thành. Ba người rồi, giờ anh nữa là bốn, đều. Tại sao không nói chuyện với anh đầu tiên? Sao chứ, phải là đầu tiên là nó là quan trọng. Nhưng mà anh thích nói chuyện với em đầu tiên. Tại vì bây giờ nói anh rất là rung, anh không dám nói giờ được. Anh đang rung quá hả? Khi mà giới dễ với... Từ từ đừng có ghẹo. Khi mà với đông tập thể thì nó khác. Còn hai người thì nó sẽ khác. Nó khác như thế nào? Em biết là khác đó, nhưng mà nó khác thì, như thế nào? Thì anh bình tĩnh thì, nha. Em có làm gì anh thì đâu. Thì hai người nó ít hơn đông người. Không có. Thì hai người nó sẽ rung hơn. Rung à? Ừ. Rung đúng không? Nói chung ngày đầu tiên anh ấn tượng với em. Em không nói thôi, em nói một câu cực kỳ dễ thương. Kiểu như nói ra một câu là ồ, con bé này vui nè, dễ thương nè. Là ngày đầu tiên thôi. Ngày đầu tiên. Tới giờ là 3 ngày hết rồi. Ngày đầu tiên ấn tượng, cái đó là điều em làm anh ấn tượng. Là sao? Trong 4 người nam mà em thích ai nhất, ấn tượng với ai nhất ngày đầu tiên? Ấn tượng anh Thành. Tại vì sao? Tại ảnh chạy xe một mình lên Vậy trong nhóm nữ á, là anh thích ai nhất? Đương nhiên thì anh sẽ thích người quan tâm mình. Thì anh thấy Vi với lại Ý thì hay nói chuyện. Thì mình có ấn tượng. Còn em thì ít nói, vô tâm. Em vô tâm. Người con gái vô tâm chính là em. Đau lòng. Em dễ thương, đẹp, xinh, cô tê đáng yêu. Nói chung những cái từ đó là toàn bộ là dành cho em á. Thiệt. Dễ thương là sao? Mới nhìn em mà nhìn phán xét một câu dễ thương. Nhìn kỹ em thấy đẹp. Em nói chuyện, hành động em rất là cô tê. Khi em phát ngôn rất là đáng yêu. Kiểu như những hành động em rất là đáng yêu. Hả?
Nói chung em muốn nhiều lắm. Mà thì nếu mà mình muốn nhiều thì mình phải đi làm nhiều. Em muốn kiểu như lo cho ba mẹ nè, lo cho em của em đồ nữa. Thì nhưng mà nói chung là bây giờ em vẫn chưa lo được cho tất cả, em chỉ lo được cho bản thân mình thôi. Kiểu như không xin tiền ba mẹ, lo được cuộc sống ở Sài Gòn cái thứ. Bây giờ em còn muốn lo cho thêm một những người khác nữa thì bây giờ em phải cố gắng nhiều hơn thôi. Chứ không có thể mà ngồi không về được. Bình thường là mình phải lo cho mình trước. Dạ đúng rồi. Cho tất cả. Mình lo cho mình được mình mới lo cho mọi người. Thì em cũng nghĩ vậy á. Vì em không biết cái đó có, em không biết cái đó phải gọi là ích kỷ không, nhưng mà em lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình đầu tiên thì luôn. Hoặc là nói chung là em nghĩ là ai làm gì cũng vậy, thì phải cảm thấy bản thân, nghĩ cho bản thân mình trước, cái điều đó làm cho bản thân của mình vui thì họ mới làm. Đúng rồi. Đó là một chuyện tất nhiên. Dạ đúng rồi, em cũng vậy. Nó không phải ích kỷ hẳn đâu. Mà lúc đó là em theo học thanh nhạc, em học được năm nhất cái em không học nữa. Em theo diễn, tại vì kiểu như em cũng kiểu bị chạy theo đồng tiền ấy. Lúc đó em đi kiếm tiền bằng cái diễn viên á. Em kiếm được tiền xong rồi em cảm thấy là mà nếu mà đi cứ đi học thì không có thời gian đi làm, mà đi làm sao không có thời gian đi học. Em không có cân bằng được hai thứ đó. Mà kiểu như em thấy ba em á, em là cái đứa mà không có muốn phụ thuộc vào người khác, mà em cảm thấy ba em kiểu như phải đi làm lo cho em nhiều á, mà còn lo cho gia đình em nữa. Nên là em kiểu em cũng bị áp lực á. Nói chung là em trong cuộc sống em nghĩ á là mình làm như vậy em không có sợ là mình bị thất bại hay như thế nào đó. Mà em chỉ sợ là mình không có, mình bị tiếc á, mình bị hối hận vì mình chưa có làm điều đó thôi. Nên là em mới quyết định là em theo nghệ thuật. Dù cho sau này nếu mà em có thành công hay không nữa thì em vẫn sẽ không có hối hận vì em đã làm cái chuyện này. Đúng rồi. Dạ. Em kiểu như là em có giống như em chiều bản thân á. Dạ, em muốn thì em sẽ làm. Và ngược lại thì em sẽ chịu trách nhiệm với lại những cái gì mà, những cái kết quả mà nó không tốt với những cái quyết định mà mình chọn ấy. Tính của Vi cũng rất là sâu sắc. Và cho một người mà mới 20 mà suy nghĩ vậy, họ suy nghĩ là miễn là Vi chịu khó đó, Vi sẽ rất là thành công trong tương lai. Và cái tính đó là Austin rất là thích về một con người. Tại sao đến thời điểm giờ là anh vẫn chưa có nhiều? Không thấy ạ. Sáng dậy, bắt đầu buổi sáng dậy là anh làm việc trước khi ăn luôn. Mấy giờ là anh bắt đầu làm? Nói chung là cỡ 8 giờ là anh dậy là anh làm việc trước. Xong rồi tới 11 giờ anh mới nhớ, anh đói quá anh mới ăn. Và anh ăn xong mà vừa ăn anh vừa làm việc. Anh làm rất là nhiều. Khuya 2 giờ là, 1-2 giờ là anh phải dựng clip. Tới 3 giờ sáng anh làm YouTube, mà thì có những cái đơn đặt hàng quảng cáo là anh phải còn ngồi làm, viết kịch bản tùm lum để quảng cáo sản phẩm cho họ trên cái kênh của mình. Rồi anh kinh doanh. Kinh doanh xe thì em biết rồi. Và anh còn kinh doanh dầu nhớt nữa. Nó liên tục luôn. Nói chung là điện thoại reo liên tục. Anh, công việc anh làm với người yêu đó, anh có thể tới với anh bất cứ lúc nào. Tại vì mình tự do mà. Đó, chỉ là mình không có thể đi kiếm người yêu. Thực chất luôn, công việc anh suốt ngày tiếp xúc với lại con trai không à. Tại lý do là vì anh bệnh quá. Xong rồi hôm nay chương trình này anh mới dành ra thời gian anh sắp xếp mọi thứ. Để nói là mình chơi đúng 7 ngày luôn, mình chơi đúng cái bản chất thật của mình. Thực sự ở ngoài anh cọc cằn lắm. Vô đây kiểu như là anh thôi bỏ hết, vui vẻ, có cái gì nói hết, không có giấu giếm ai. Nói chung mình sống thật là được. Cọc như là cọc xấu á. Ở ngoài anh cọc lắm, kiểu như khó chịu á. Anh khó tính, mọi người làm việc với anh mọi người rất là khó tính. Em cũng mới đi làm mà đúng không? Thì được 5 rồi. Chung cái nghề diễn viên thì phải nổi tiếng. Nổi tiếng thì mới nhiều show. Không nổi, kiểu chưa nổi tiếng thì hơi khổ. Cực lắm. Rất là cực. Anh cũng hiểu đúng không? Hiểu nha. Ai cũng nghĩ là diễn viên giàu với sướng lắm. Không có đâu. Phải nổi, có gì nổi. Nổi thì mới giàu. Không nổi là không bao giờ. Cái quán này thấy vui không? Cũng vui. Vui lắm. Quá vui nha, cũng vui. Tại vì nếu nói về vui quá thì chưa. Tại vì cũng mới mà. Mới có 3 ngày rồi. 3 ngày còn 4 ngày nữa. Kiểu cũng chưa hiểu thân nhau lắm nên cái vui nó chỉ ở cái mức là vui. Cái vui là mức là vui. Đó, hay lo phát ngôn những cái câu mà mập mày tự nhiên mà nó làm ta mắc cười vô. Anh hẹn được bao nhiêu bạn rồi? Em nè. Em, Lily. Hôm qua là Ý đúng không? Ý. Lily cũng hẹn rồi. Lily cũng hẹn rồi. Giữa thì có nói chuyện sơ với lúc mà mình đang, tại mình là cặp ở bên mình làm hoa đó. À đúng rồi. Và hồi sáng nay anh với chị Diệu một cặp làm hoa. Một, chị Diệu xinh mà ha. Xinh thiệt luôn ấy.
Lúc đó em gặp chị Diệu em thấy đúng xinh luôn. Chị Diệu giống như một diễn viên ở bên Việt, ở Việt Nam á. Anh biết Minh Dương Lan Ngọc không? Nghe quen quá. À, chị, cái chị đó là diễn viên. À, chị Diệu nhìn có nét giống chị đó xinh. Chắc lên cái mặt cũng vậy, chắc lên hình đẹp. Đẹp, xinh. Mình hẹn với Austin cũng khá nhiều ấy. Và hôm qua là cái buổi hẹn mà mình với Austin nói chuyện rất là nhiều luôn. Nói chuyện nhiều nhất trong những cái ngày vừa rồi. Mà cũng mang mang về những cái chuyện trong cuộc sống thôi. Thì mình cảm thấy Austin cũng là một cái người có suy nghĩ chín chắn. Austin thấy là Vi hiện tại là người most interesting. Interesting. Lúc đầu anh nghĩ là Austin với lại em. Là bây giờ lại nha, mình nói lại từ đầu nha. Lúc đầu anh nghĩ em với anh Austin. Bằng Austin nó đến chính với anh rồi. Đâu không phải. Austin nó không, tôi không phải. Tôi đăng ký tham gia chương trình này lâu rồi mà bây giờ mới được cái luôn á, không phải. Còn anh Thành thì nói, tao mà là con ẩn là tao thu mày chiếc xe. Thì đương nhiên không phải rồi. Không phải anh Thành. Anh tin quá, anh tin quá. Trời ơi, ghi âm vô nè. Nếu như ổng nói ổng là gặp với ẩn là ổng sẽ thu chiếc xe mà. Xe ổng đang đi á. Anh đừng có quan trọng vô chương trình này là ai nói ra là mình tin. Mình phải nhìn cái hành động mà cử chỉ của người khác á thì mình mới đoán được chắc là ai đối với anh. Cho em nghĩ ai ra? Em dám chắc là từ bây giờ cho tới cuối chương trình luôn là em dám chắc luôn là em sẽ không thay đổi ý định của em. Em đoán là Austin với lại Vi. Tại sao? Tại sao nghĩ vậy? Ngày đầu tiên là em nghĩ anh với lại chị Diệu. Không, bắt đầu nhìn giống cặp lắm. Sau nghĩ là anh Thành với lại Yến. Tại thấy hai người đó hợp quá. Qua hôm sau là em biết được là Austin với lại Vi luôn. Tại vì hai người đó hết giấu được nổi. Cái ánh mắt, cử chỉ họ nhìn nhau á. Cái cặp yêu nhau nhìn là biết anh. Cứ để ý là biết trong 8 người thì sẽ có 2 người khác biệt. Họ có giấu cỡ nào thì họ cũng không có giấu được. Khi em để ý đâu. Đúng rồi. Lát đây em, tại em không muốn nói, em im đúng. Vậy thôi. Không, nếu bây giờ suy luận là đúng. Hồi nãy anh có giỡn với BV, anh có kêu đưa tay đây nè, về đưa tay nắm tay. Thì ở tình nó nhìn anh. Thì thằng nhóm xác suất là không có rồi. Nhanh không có đó, nhanh hết ý rồi. Nhanh vô chương trình này kiếm yêu mà. Còn không biết anh Thành có thích chị Diệu hay không nè, không biết. Vậy anh em nghĩ anh có thích chị Diệu không? Anh cũng thích chứ, anh thích Diệu, anh trêu Diệu hoài. Anh bảo anh thích ai là anh trêu. Thì trêu nhiều chứ là thích. Bữa giờ anh đâu có trêu Diệu đâu. Cả ngày nay anh thấy có nói chuyện Diệu không? Không hề. Ngày hôm trước Diệu nói với anh câu rất là buồn. Diệu nói tham gia cho vui thôi. Thì anh buồn ấy, anh kêu. Thì lúc đầu Diệu là người gây ấn tượng với anh. Thì Diệu nói đó là anh hơi đau lòng xíu. Mình tham gia thật. Mà Diệu lại nói là câu đó với mình. Chẳng khác nào là kêu ông đừng có lại gần tôi. Đúng không? Tùy thôi, đâu phải ai nói câu đó là cũng... Mà anh cũng đừng có đặt nặng mấy cái vấn đề đó quá. Thì bữa giờ anh không vui mà, chủ yếu những lúc này là những cặp đôi ngồi nói chuyện với nhau nè, để hiểu nhau hơn. Mục tiêu tình cảm sắp tới với của mình á, chắc mình sẽ nói chuyện với Billy nhiều hơn. Để có thử mức tình cảm của mình với Billy có tiến triển không? Hay là trong mắt mình, Ly chỉ là một đứa em gái dễ thương, cute đáng yêu. Cách nói chuyện của anh Minh thì mình cảm nhận được là anh mạnh dạn, dẻo miệng. Hôm qua là có định mình đó. Với lại cũng vui tính. Cái bữa đó cái ở trong phòng cái em hỏi chị Ly là chị Ly là cặp đôi giận đúng không? Cái xong chị Ly cười. Chị Ly chỉ cười thôi, chị Ly không nói gì. Cái sao em cũng nghe chị Ly. Đó. Mỗi lần nhắc đến cặp đôi giận là chị Ly chỉ cười. Có sao em nghe chị Ly. Cái xong em nghi anh. Nói chung em nghi anh, chị Ly, chị Diệu. Cũng có thể là ý. Cái gì anh? Cặp đôi gì anh? Em đã đợi em dựa đi cho người ta đánh trúng lẻ và tròn đi. Trong khi các cặp đôi đang hẹn hò thì có một thành viên khá tâm trạng. Theo cảm nhận riêng của mình á, thì có thể Ly Ly với Minh là cặp đôi bí ẩn. Có thể là mình sai, hoặc cũng có thể là mình hơi nhạy cảm quá khi Minh là thường nhắc đến Lily nhiều hơn.
chuyện gì sẽ xảy ra khi đêm vẫn còn dài? Có những nỗi niềm ngổn ngang trong lòng của các thành viên. Vi là cô gái hẹn hò với Austin nhiều nên cảm xúc của Austin dành cho Vi cũng nhiều nhất. Nhưng Vi lại cảm nhận Austin không quan tâm tới mình. Còn Thành đang hướng tình cảm của mình về phía Lily. Mình cũng đang có nhiều sự đồng cảm và thân thiết với Lily, nhưng cô nàng lại có ấn tượng với Thành. Đêm cắm trại này sẽ còn chuyện gì xảy ra? Mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo. Điều gì sẽ đến mỗi sớm mai?